Bây giờ mình gặp team của anh bên đây, mình sẽ chơi rồi ai thắng nha. Team bên kia bự bự sao thắng nổi chú. Trời ơi, thấy ghê quá. Thì cái giọng không à. Chú trời, quá mất. Trời nắng quá, không biết cô chú kêu mình lại làm gì vậy ta. Ừ, đúng rồi. Rồi, đồ đạc mình chuẩn bị xong rồi, sao Minh Mạnh đâu tới hả thằng? Mấy anh tới rồi kìa mẹ. Thôi con, con qua nha. Trời nắng nóng vậy con nhà đi tắm mương cho nó mát. Cô kêu con lại có gì không cô? Hôm nay mình cũng đi tắm nữa nhưng mà đi du lịch, tắm cho nó đã. Hả? Lại là đi du lịch nữa hả? Đi du lịch hoài ghét con ngán rồi đó cô. Con năn nỉ tôi luôn á, tôi đừng có dẫn con đi tắm biển nữa. Tắm biển ghét con ghét cái vú luôn á. Ừ, ông ghét chăng lẽ tôi không ghét hả? Tụi anh không đi thôi, để em đi. Này mấy đứa đi du lịch rất là sợ luôn hả? Dạ. Thôi mấy đứa sợ thì thôi ở nhà đi. Để cô chú với thằng Vinh với Khoa đi thôi. Con nổ cho vui thôi chứ mà đi du lịch ai chả hết. Chú mà mình đi du lịch á phải có nước nha chú. Có gì cậu Vinh Mạnh xuống tắm cho nó mát. Gì nữa? Năm rồi là mình đi khu du lịch làng bè rồi. Chỗ đó chứ mấy đứa thấy tắm nước được không? Dạ cũng được. Bây giờ mình đi lại chỗ nó nữa nha. Thôi, ở đó chán lắm rồi. Đúng rồi, mình khám phá trơn rồi còn đi gì nữa chú? Dạ chú hết biết chỗ nào à? Ha, chú nhớ rồi, có một khu du lịch đó là Lan Vương. Lan Vương đã lạ nghe. Ừ, tên Vương thấy ngầu ngầu đó. Ừ, đi liền đi, đi liền đi đi. Thì thời tiết bây giờ cũng rất là nắng nóng luôn nên mình quyết định dẫn team mình tới khu du lịch Lan Vương để tắm nha các bạn. Tại đó con quậy bung nắng luôn. Trò đó có trò gì vậy chú? Ở đó có rất là nhiều trò luôn, tới đó là mình biết nha. Rồi sau 30 phút thì mình đã tới được Lan Vương rồi. Chỗ này cũng rất rộng luôn. Đây là khu du lịch Lan Vương. Lên xe anh đều nè. Đâu chỗ đó anh ngồi. Ngồi trên nắng nè. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn. Xe của em đâu bằng xe anh có hai cái buồng nè. Lên xe anh chở em. Ok anh. Mình sao vô cũng còn được cái chảo gì vậy? Xem chết vợ nó áo ngon kìa. Trời ơi, tụi con cứ diễn không à, bây giờ mình vô mua vé gì đi. Mình vừa tới đây mình thấy vui quá các bạn ơi. Bây giờ mình vô mua vé đi mẹ. Cái cho người thu vé nào thắng. Ủa? Vé đây, có hai ba vé luôn. Trời ơi, mày lại con rồi. Vé đây. Ủa, đây là cái gì mà khủng lộ như vậy ta? Cái này là cái gì vậy? Sao mà thấy cái này giống cái thúng như vậy? Ừ, chắc là cái thúng á. Này là số thúng siêu to thằng ơi. Còn đằng kia giống cái hồ bơi vậy đâu con. Ừ, mình vô mình tắm đi. Có nước rồi mời tụi con tắm. Là bây giờ mình sẽ vô quầy mua vé nha. Rồi giờ mình sẽ chơi combo là 70.000 một người. Nó gồm 4 trò chơi: chạy xe, đi dây văng qua sông, cầu lắc, cầu tre. Và mình sẽ mua thêm một vé nữa là bắt cá với ao là 500.000 một ao. Rồi mình mua vé xong rồi giờ mình xuống đây mình thay đồ. Người ta chuẩn bị áo phao quá trời áo phao luôn, một đống của nó luôn. Team mình đã hai đồ xong rồi nhân bạn. Thôi, xem thấy bộ đồ bà ba này kỳ quá. Cái áo thì màu nâu mà cái quần thì màu đen. Đúng rồi. Có mặt rồi. Rồi chứ. Đồ thì cô cũng đã khóa trong tủ này chắc chắn rồi. Giờ bắt đầu mình mặc áo phao vô đi chơi nha các bạn. Dạ. Áo phao vô. Áo phao này ta chơi xong rồi người ta phơi nè. Đúng rồi. Giờ mình lại đây áo phao này nè. Đi thôi, let's go. Khỉ này dài quá, bây giờ mình chơi cầu khỉ trước đi anh em. Cái cầu khỉ này dễ quá, em không chơi đâu. Vinh nói đúng rồi đó, cái cầu khỉ này có gì đâu mà chơi, con nít 3 tuổi không đi được mà. Thôi bây giờ mình qua chơi cầu giấy đi. Ok đi. Thì ở đây quy định là mình phải mặc áo phao mới cho chơi mấy trò chơi bắt qua cầu qua nước rồi nha các bạn. Rồi bây giờ là trò đi qua dây nè, ai đi trước nè. Rồi Khoa. Rồi. Đầu tiên Khoa trước đây. Khoa đi trước đi. Vinh vô. Vinh vô Khoa ơi, Vinh chứ. Đâu, Khoa mới đi mà hay với ta. Giờ bước đầu có vẻ là hiệu quả nhưng mà nghe mưa sao có vẻ. Rồi tới Vinh đi. Thấp quá. Wow, Vinh cũng đi hay quá nè. Rồi. Hụt rồi Vinh ơi. Rồi càng vô luôn. Càng xa xa càng hụt rồi. Rồi Minh Mạnh đòi vô đó, đi hết luôn đi. Rồi Vinh té rồi. Một thành viên đó té xíu rồi. Trời Trang thấy vậy, Trang đi qua giữa luôn rồi. Trang Minh chơi lắc nữa. Em mắc rồi. Trang Minh chơi lắc thì sao hả chị nội? Chóng mặt quá à. Chóng mặt hả, em đi không quen hả, bắt buồn hả? Bỏ cô. Trang Minh với Mạnh thì lắc. Rồi qua té luôn rồi. Rồi bây giờ mình sẽ vô mình hạ gục hai thanh niên kia. Tè tá luôn.
Hai thanh niên này dai quá, quằn gì mà không té luôn. Không té luôn hả? Không té mà lát thôi anh té đó. Ở đây Vinh đứng tới đâu vậy? Đứng ngay ngực à. À, nước ở đây rất là cạn luôn nha. Đưa mà áo phao anh đi. Thôi, quy định là phải được mà áo phao mới chơi. Má anh và tôi với ông lắc tròn tiền té chơi mà anh. Ô, bây giờ ông lắc trước, tôi lắc bên đây nha. Ờ, ông lắc trước đi, ông mạnh đi. Trời ơi, em nghe kỳ quá à. Nhưng mà không sao, em cũng nói gần gần tới mé à. Sắp tới mé rồi, Trang ơi, cố lên Trang. Bỏ cuộc. Rồi, bỏ cuộc. Sao cái bó cuộn vậy? Nãy giờ ngắm đỏ khớp tay luôn. Đỏ tay. Hai thanh niên này chơi kỳ quá mà. Chơi trò này hoài cũng chán, bây giờ mình chuyển qua đạp xe đạp đi. Ừ được á. Rồi trò tiếp theo là mình sẽ đi xe đạp qua cầu khỉ nha. Ok. Rồi lấy xe. Khoan. Sao vậy? Chơi này phải đội nón bảo hiểm vô. Đúng nón rồi. Bảo hiểm à? Ừ. Đội nón bảo hiểm cho an toàn nha. Cái này đội sao ta? À không biết đội nữa, để tôi. Nè hai cái lỗ này không? Cái lỗ tay á. Thôi cái chơi ông còn mua bò nữa, ta chỉ trước nè. Trời ơi ngứa đầu quá ông anh ơi, giờ tháo ra để tôi giải đọc. Thôi ông kêu tôi tháo ra tháo vô mệt lắm. Rồi chạy đi chạy. Trời ơi hồi hộp quá à. Thôi xe nè, chạy này không có thắng luôn hả? Không. Trời ơi coi mạnh chạy qua nổi cái cầu nữa không? Rồi căng quá anh em, sang quần lên trước đi. Có công chạy lát nữa đấy, rách quần nữa. Rồi thành công luôn đây. Đạt. Rồi mạnh lên. Ông gà quá để tôi. Thôi ông thử đi khó lắm á. Rồi mình đeo tiếp đồ nón bảo hộ vô. Rồi để anh lên. Để anh té cho em coi. Rồi mình nói hay quá mà chạy cái này. Cố gắng lên mình ơi. Cố lên mình. Hay quá Minh ơi, gần tới đích rồi. Quá Minh, trời ơi. Gần tới đích rồi mà Minh cũng không vượt qua được luôn. Giờ Mạnh cố gắng thôi nha Mạnh. Mình nhìn con đường vậy thôi chứ nó hiểm nguy lắm ba. Con chạy được không Trang? Được. Rồi Mạnh đang thử lại coi có chinh phục được cái cầu này không nha. Cố lên, cố lên. Rồi, thành công rồi. Qua được rồi anh em ơi. Quá wow, Mạnh hay dữ vậy ta. Giờ Minh muốn thử lại không? Thôi chú thử đi. Còn rồi. Chú thử á. Rồi bây giờ là cái mình thử coi là có chạy qua được cái cầu này không nha. Thì trò này chỉ có người lớn chơi được thôi. Trang chinh khoa chơi không được. Rồi bây giờ mình sẽ chinh phục cái cầu khỉ này nha. 1, 2 xuất phát. Wow. Không biết là cha của Trang Vinh có chạy qua được tới cây cầu không nha bạn. Đây sắp tới đất rồi đó anh. Wow, hay quá anh ơi, cố gắng lên. Hay quá, rồi chiến thắng. Cái cầu này hồi đầu chạy nó rung mà lấy lại bình tĩnh là chạy dễ lắm. Rồi bây giờ anh chạy ngược qua anh kia đi. Rồi thử chạy ngược qua nha. Chú đi thử lần 2 nha các bạn. Coi lần 2 có suôn sẻ như lần 1 không nha anh em. Đó, chú đó. Chú đang hoàn, chú đang hoàn. Sắp tới. Wow, cái cầu này wow. Đơn giản rồi. Gì mà đơn giản nha chú. Ừ, mình thử không? Còn muốn lắm. Ai cũng chinh phục được, có mình con chưa chinh phục á. Vậy hả? Nè, đòi nói vô. Chiếc này quẹo phải nha, hai tay. Gắng. Cố lên Minh, lần này phải cố gắng Minh ơi. Quá hay quá Minh ơi. Mấy trò này mình thấy quá đơn giản rồi, giờ mình sẽ đi qua cầu lắc nha mấy đứa. Dạ, đi rồi. Thì ở đây là có 5 cái lốc, thì có nhân viên ở Lan Vương là sẽ bỏ xuống ao cho team mình bắt nha các bạn. Rồi, chuẩn bị nhớ cái nằm đâu nha anh em. Dạ. Nó đi tùm lum cái ao này luôn, biết tàu bắt. Đó, giờ bắt đầu, mày thấy không, nó bỏ bỏ kìa. Kìa. Mình cởi áo phao ra, mình xuống bắt đi. 5 cái lốc này bự lắm nha các bạn. Từ từ. Ma này bắt cá cũng chuyên nghiệp lắm nè. Rồi bây giờ em xuống bắt cá phụ luôn đi. Thôi anh xuống đi, mình xuống xuống đâu. Rồi bây giờ là mình sẽ xuống luôn, Mạnh xuống Mạnh. Dạ. Trời ơi, mình tưởng cái này sâu dữ lắm á ngài. Tới lúc này các bạn ơi. Rồi cái ao này căn nghèo các bạn ơi. Đâu rồi, cá đâu rồi. Đây con đi hứa nè. Cái đó bốn cái bự dữ ta. Ủa cái này bắt 5 con cá lóc thì hơi bị khó luôn á. Ê, đâu đâu. Cái này là mình dùng chiêu là quậy cho nó đục nước, cái bắt đầu nó lờ đào mình lại mình chụp chứ giờ vô phương rồi. Cái lóc này nó mạnh quá, đụng lên cái nó chạy đi chỗ khác liền à. Rồi bây giờ là mình sẽ dùng
hết sức của mình bắt miếng cá luôn nha các bạn. Thôi bắt được con nào đi. Con này quá. Sao nãy giờ bắt không được con nào hết vậy? Nghe chua nhỏ. Không có kế hoạch nè. Sao? Bây giờ thì mình dọn xuống đây đi. Mình dọn nó lại một chút. Ừ, đúng rồi đó. Hay đó. Rồi xuống đi. Dán hàng ngang ra mình. Dán hàng ngang đi lùi đi. Rồi. Lùi. Từ từ được chưa? Cho lên bạo luôn, cho lên bạo luôn. Trời ơi, không sao, không sao. Nghe lại nè. Dạ, nghe đi. Nghe lại. Ba sẽ xuống đây. Ừ, là cái này là bắt được á. Cho nó lên bạo luôn, nó hấp lên bạo luôn á. Đi đi bước, đi đi bước. Từ đầu thôi, từ đầu thôi. Quá mạnh. Mạnh thường thường sát thủ cá mà vậy thua rồi. Có thấy dầu cô không? Thả năm con bự con thấy không? Trời ơi, dầu quá vậy? Mấy mẹ hay hả? Không có nào luôn, con đâu hay vậy? Chú, tôi thấy điều cái lưới nè. À, có cái lưới rồi. Không, bây giờ mình bắt tay không là bó tay rồi các bạn ơi. Giờ mình sẽ dùng lưới mình bao lại. Thôi đúng rồi, bao lưới đi. Đây là phương án thứ hai đó, hy vọng có cá nữa nha anh. Cái này cá này là mình bắt được rồi mình ăn luôn nha các bạn. Cái này cũng khó rồi mà, cái này lưới này nó không có dàn chì nữa chứ. Rồi bây giờ mình thấy tạm tạm là ông lưới xuống liền nha. Giờ mình bao lưới lại. Nè, cái đó nè. Cố gắng lên mạnh. Rồi. Mình được bắt được con cá rồi các bạn. Trời, con cá này các bạn ơi, bắt tận thân luôn. Thì cá này là mình bắt được là mình có quyền lấy luôn. Mình sẽ nướng xuôi ăn tại chỗ luôn. Rồi được một con rồi, giăng lưới tiếp anh em ơi. Ok. Rồi bây giờ mình giăng lưới một lần nữa nha. Dạ. Rồi mấy đứa phía sau là đè dàn chì xuống. Lần này là mình không tin là bắt không được nha. Đúng rồi. Chuyện này có đụng nè. Lùi vô giữa, lùi giữa mày. Đây đây, nó quả cổ. Ở chừng bay nha anh ơi, chừng bay ở trên á, nó bay qua đó. Đó, cứ vậy là lụm tiền rồi. Tới mé là mạnh đè xuống, mấy đứa ở sau cũng đè luôn nha. Dạ đúng rồi. Rồi bao nhanh, bao nhanh. Nó quẩn đó, nó quẩn kìa. Bao nhanh vô, mạnh bao nhanh vô. Rồi mấy đứa ra sau đè luôn. Rồi, thôi nằm luôn con hả? Anh em, nằm luôn đó. Nằm luôn, nằm luôn. Nghe đây rồi, mùi chân á, mùi chân á. Tôi thấy rồi, tôi thấy rồi. Nè, anh em à, đem luôn, đem luôn, đem luôn, dục lên, dục lên, dục lên. Cái này rất là bự luôn á. Bự, con này nó bự ra. Bự hơn rồi. Trời, con này chập má luôn. Con này là bự nhất trong số 5 con cá nãy đó. Vậy là cái cách giăng lưới này là hay đó, mấy đứa giăng lại đi. Rồi, kiếm 3 con nữa đi. Thôi anh em nha, đây mình dùng tuyệt chiêu. Anh dùng tuyệt chiêu gì? Thôi chứ là cú đánh sấm sét. Yeah, vậy nặng quá. Yeah, yeah. Đó chưa, tuyệt chiêu này là hại chưa? Mà có con nào không? Dạ không. Cứ nhiều lần là sẽ dính á. Ui giời. Trời ơi. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái cây này mình làm nhân chị. Đây. Hả? Trời cá nữa rồi. Vậy là anh dùng cái cây này có lý rồi. Cái lóc khổng lồ. Cái lóc này nó mạnh dữ lắm các bạn ơi. Đúng rồi. Rồi. Từ đầu rớt nó là ăn cá luôn á. Trời ơi, còn mấy con nữa? Hai con hả? Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Không tới rồi, không tới rồi. Trời ơi. Đâu tới rồi. Ơi, nhìn cái đó rồi. Nhìn cái đó rồi. Đâu rồi, nhìn cái đó rồi. Thì cái giọng không hả? Nhìn cái lóc thì khó bắt quá các bạn ơi. Nãy giờ. Nhìn bánh đây, nhìn bánh đây. Lên. Ôi, trời ơi. Con này còn dữ lắm nha, con này còn dữ lắm. Bỏ cái bao liền. Trời ơi, nó mạnh quá, hay gì bắt không được. Rồi. Ôi nhờ dính cái lưới Minh này hay quá vậy. À. Để nữa con này cho tôi ăn nha.
Rồi một lát mỗi đứa một con luôn. Dạ. Rồi giờ còn một con nữa là 5 con nha. Anh em cứ quậm đi, hỏi con cá được à? Ừ, tôi không biết con cá đợi không nữa mà tôi thấy đợi lắm rồi đó. Vậy thôi anh em cứ quậm đi, còn con cá thôi. Từ từ để tôi mở cặp mắt âm binh của lộn, cặp mắt con nhãn của tôi. À, trên đằng kia, trên đằng kia. Ôi. Không có, không có. Hồi nãy giờ mình bắt được có 4 con các bạn, còn một con nó khó bắt quá. Đây nè. Ôi, con nào con này? Con này nó bự nhất luôn nè. Được. Quá trời luôn. Quỳ luôn ha. Bây giờ thôi mình gửi người ta nướng trôi cho mình rồi mình chơi tiếp trò cầu dây đi. Dạ dạ. Rồi mấy đứa chơi vui không? Không vui thì để anh góp kiếm nè. Bây giờ anh lắp cho mấy em coi coi được chừng nào té ha. Dạ. Mạnh lắp dây coi. Hai thanh niên này trụ được bao lâu? Chuẩn bị chưa? Dạ. Rồi lắp coi. Rồi chị đi. Không trụ lâu được à. Trụ lâu. Chị lên đi, chị lên đi, chị lên đi. Lấy giờ móc lên, lấy giờ móc lên. Xuống đây. Ừ lấy giờ ừ. Rồi lắc đi, lắc đi. Em trốn đi, không chèo đâu, không chèo cái té này. Rồi khoai dai dưới ta. Bây giờ tiếp theo mình sẽ chơi cầu lắc này. Nhưng mà trò chơi này nó quy định là 12 tuổi mới được chơi. Thì giờ là Khoa, Tan với Vinh là không được chơi. Giờ là chỉ có mình với Mạnh với Minh chơi thôi. Chị bây giờ con chơi dây lắc nha. Ừ, con chơi qua con chơi dây lắc được. Tại cái cầu treo này nó hơi cao nè, nên người ta quy định như vậy luôn. Rồi thì bây giờ mình chơi nè, một mình chú giờ chấp hai đứa luôn nha. Ok luôn. Rồi thì bây giờ là một mình chấp Minh với Mạnh luôn nha. Rồi, mới bước vô lắc lư nè, không biết thắng nổi không này. Rồi hai thanh niên kia đi ra đi. Rồi lắc đi, vô. Rồi, con nào té trước nha. Ôi. Mày nghi chứ hồi cha rất trước quá Trang ơi. Con ở đó đạp đạp phụ cha đi. Đạp phụ cha Trang. Con đạp không được. Mềm té luôn à. Mạnh nữa hay quá. Mình đạp mà nó chạy gì rồi. Rồi hai thanh niên này dai quá các bạn ơi. Ôi giờ là đánh võng rất là mạnh luôn rồi mà chưa ai té luôn à. Ôi ôi tôi vô đây rồi hết quá, giữ được thăng bằng rồi. Trời chú như vậy mà đòi chấp hai đúng không anh? Chi nữa dạ. Mạnh lên. Có ăn lắm. Rồi. Bây giờ mình với Mạnh ra solo coi ai thắng nè. Ok. Mạnh, lần này tôi sẽ cho nước tay. Vô. Rồi, xem hai thanh niên này ai thắng đây. Mạnh chưa có giặt được thua rồi. Đang đi qua tự nhiên nó nhiều quá, nó té được rồi. Làm lại không? Dạ thôi. Có mấy anh kia rồi, bây giờ mình sẽ giặt thì mấy anh kia chơi với mày. À có mấy anh kia luôn. Thôi giờ mình chơi chung mấy anh kia luôn nha. Rồi bây giờ mình gặp team có anh bên đây. Mình sẽ chơi team mình với team bên đây coi ai thắng nha. Team bên kia bự bự sao thắng nổi chú. Bây giờ chơi là mục đích vui là chính mà thắng thua quan trọng cái gì đâu. Đúng rồi, chơi chơi thật luôn. Dạ đội mình là 3 người nha. Đội bên kia cũng 3 người. Bây giờ tay cả hai giò ra, một người trước. Đổi trọng lượng về một bên. Tái lại. Rồi. Trời ơi, cái ghê quá. Làm mạnh quá. Nãy giờ mình cầm máy quay nên không có thăng bằng được, mình rớt luôn. Hồi sáng giờ mình chơi mấy trò chơi đây mấy đứa khoái không? Khoái. Thích trò nào nhất? Em không thích trò cầu lắc. Cầu lắc lại.
Cô lắc hả? Con đầu lắc. Chờ anh Mạnh không mà hắn á. Con là thứ nhất là trò chạy xe đạp. Còn Mạnh còn không thấy cụ lắc nữa, lắc qua lắc lại có gì bài đã lắm vậy. Mình thấy là trò nào mình cũng khoái hết trơn á, chơi rất là vui luôn.